Chạy. Nếu tao chạy được, tao sẽ chạy ngay. Nếu muốn ra khỏi đây, tao sẽ ra khỏi đây ngay. Đồ chó, đồ súc vật, đồ không phải con người. À! 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 Ô, cái gì ấy? Ô chết, cha ở nhầm nút. Bỏ mẹ. Chờ tí nha, tớ nhầm nút các bạn. Thông cảm. Căng thẳng quá. Ok. Vãi cực. Đừng sập nha. Nhịp tim 200. Tôi xin lỗi, tôi rút lại lời nói của tôi nhé các bạn nhé. Lời nói của tôi xin rút lại nha. Tôi thích giải đấu hơn là đuổi nhau rồi đấy. Đây rồi. Oh my gosh. Đây cái gì? Nghe tí sẽ có tắc đèn. Nó chả hiểu gì. Mày không phải là fan của chỗ này đúng không? Nó thích chỗ này lắm đúng không? Tôi không thích cảm giác ở đây. Bọn trẻ, ông không nghĩ bọn trẻ xứng đáng được ánh sáng mặt trời đích thực à? À, nó đơn giản là mấy người từng làm việc ở đây không thích cái việc bọn trẻ bị bạo hành ở đấy mà. Trẻ bị thí nghiệm đúng hơn. Hai là nhảy, một là tích điện, hai là nhảy, ba là bắn kia, ok. Woo! Bấy bấy. Okay. Woo! Ơ, cục pin đâu rồi? À, cục pin bị nhắc kia rồi, ờ, quên, ờ, đúng rồi, không sao. Mẹ, ngáo, ngáo đét. Đây là lại lấy điện giải đố. Đây. Ú, hiểu rồi. Ui. 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 Ok. Ui. Ok. Pam 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 pam. Sắp tới dùng pháo sáng để sẵn pháo sáng đây. Trời ơi, lại giải đố rồi. Tuân không thích trò này một tí nào cả. Cái như nào đây, cái đi trên tính sau. À, cái này trước này, cái này sẽ vào đây trước này. Kiểu gì cái này vào đây trước này. Ok. Ok, hiểu 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 hiểu, nhìn cái hiểu luôn. Hả? 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 Là sao? Từ nghe có trên, có trên này nữa. Trên này sẽ phải dí sang đây. À, thế thì bên này phải vào đây. Đấy. Thành một vòng. Ô đâu? Tí chết. Tí chết tôi. Đấy, xong bên này vào đây. Xong bên này. Bên này vào đây. Mình gạt cần đúng không nhỉ? Ô! Oh! Âu. Hạ cần, hạ cần, hạ cần. Đi xuống đây.
dễ phết, không khó lắm. Sao? Tu tiu tiu tu 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 chi ta ta. Bam 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 bam. Ôi game chơi mệt quá các bạn ơi. Tôi sắp kiệt sức rồi. Tiếng gì đây? Tiếng gì đây? Có gì tôi không nên thấy à? Đây là cái gì vậy? Ôi không hiểu lắm nhưng mà trông kinh mãi. Bất ngờ cô chú. Có chú, có. Bất rất bất ngờ. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, tôi đang tôi bị hết pin quá. Chơi mấy tiếng rồi vậy? Tôi chơi được một tiếng, hai gần 2 tiếng rồi đấy. Mệt thật ấy. Đâu đây? Ê, đi vào. Các xét ở đâu không? Phát nữa cho mày sợ này. Không có xét ở đây. Oh my god, tôi đang cảm thấy bị hết pin các bạn. Trời ơi. Đi Vấn vào. đề kỹ lăng mặt cười. Đi vào, đi vào, đi vào. Đi vào. Bọn này spawn được. Đi vào, đi vào. Đi, cút, cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Phải cực thật. Tao flick, flick vào mặt mày. Hết pin, hết pin. Nó có đạn các bạn ơi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nó là con của cháu sao chú đuổi thế mặt cười. Con cháu nó mất dạy quá. Phải đuổi. Đi đây. Đi ra ngoài. Cút ra ngoài. Mẹ nhà mày. À bấm vào đây à, à. Để tìm cái gì đấy, cái này chắc. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Mẹ mày. Cút. Cút. Cút không? Mày cút không? Mày cút không? Mày cút không? Biến. Mình phải tìm sang bên kia. Sao sang bên kia nhỉ?
biếng ngay. Biếng ngay. Đâu? Đi ra ngoài. Quá. Xong tôi rồi. Xong rồi. Kìa. Nó sao nhỉ? Xong rồi, lỗi rồi. Rồi. Từ tôi tìm cách tôi cho cái link á. Kìa. Ôi giời ơi. Ôi trời, tôi bị kẹt ở đây rồi. Đúng ra đẩy cái xuống là xong mà. Trời ơi. Là như nào bây giờ nhỉ? No 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 no. Trời ơi. Chú có gì từ từ nói để cháu dậy lại con mặt cười. Oh mày, có đoạn này khó chịu vãi. Cũng được, đáng bất. Nó chả sợ đâu nhưng mà nó. Đâu? Cút. Cút. Ô kìa. Ôi. Thôi xong tôi rồi, vẫn thế này. Vẫn lỗi. Nó vẫn lỗi. Nó đéo sửa cho tôi bạn ơi. À đạp nút ở đấy đúng không nhỉ? Không đéo được, đéo được, đéo được, đéo được, đéo được, đéo được. Ây dồi ôi. Ai, không được rồi, lỗi game rồi. Fuck. Hai tay không kéo, vừa thử hai tay rồi mà kéo được đâu. Oh gosh. This is annoying. Ok được rồi. Được chưa nhỉ? Sáng chưa? Ơ được cái này. Được thật. Ơ không nhảy chưa? Chúng nó vẫn trèo ra, chúng nó vẫn trèo ra. Giờ mình phải đi đâu nhỉ? Ôi tôi cảm thấy buồn nôn. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi. Tôi buồn nôn quá. Fuck. Oh. Mình đi vào giữa mà.
người tôi nôn nao ấy nhỉ, từ chờ tí người tôi nôn nao đấy nhỉ. Ôi, tôi cố qua nốt đoạn này cả nhá. Tôi người tôi cảm thấy nôn nao của đéo rồi. Rồi đi qua nhà nhỉ? Đấu đấy tập trung được, người tôi cứ nôn nao rất là trung được. Đây lên đây. Chắc thế. Ở đây lên đây. Hôm qua mình đã qua cái khu vui chơi toàn mấy con nhỏ nhỏ ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu tôi không biết, đi đây à? Ủa, đây có gì đây? Ở đây là đâu? Hả? Từ từ. There is no room for you here. Không có phòng cho mày ở đây. Không, không có chỗ cho mày ở đây. Tao thích vào đấy. Cơ đổi. Thôi cầm này cho chắc. Để phòng mấy con nhỏ nhỏ. Đây là bể bơi à? Let go. Nó lại giống nhà tù đây. Con gì dừng tôi không? Con gì dính mình không? Việc, theo bên Việc. Qua ở đây không? Không, không ai đâu Tuấn. Ok, ok, ok. Tin tưởng nha Việc nha. Tin tưởng Việc nha, Việc nha. Đây đâu? Mày, mày là Poppy anh. Tên của Poppy. Đến để cứu bọn tao. Không có gì để cứu ở đây. Không phải ở đây. Mày đang ở nhà của Catnap. Nhà của chúng. Hàng triệu đôi mắt đang nhìn vào mày ngay lúc này. Chờ đợi, đói khát. Chúng chỉ muốn bò dưới lớp da của mày và ăn sạch những gì còn lại. Vẫn nghĩa như thế. Thứ đó, Catnap. Prototype là chúa của nó. Đây là thứ mà nó làm với những gọi là kẻ phản đồ. Những đồ chơi theo nó được đối đãi tốt rồi đấy. Bọn tao đã thử chống lại. Đấy, nó là người... Ui, ơi. Yêu ơi! Yêu ơi, nghe tao này, mày phải ra khỏi đây. Mày cần phải sống. Mày và Poppy có thể sửa được. Kết thúc sự điên rồ đi cái gì ấy. Ê! Ôi! Rời bỏ tao đi! Đi đâu? Không! Ôi! Ôi! Tôi đi đâu? Tôi đi đâu? Ôi! Tôi đi đâu? Ôi! Ôi! Phương Mộc à? Phương Mộc! À, mày sai lầm rồi. Mày đuổi tao vào đầu buổi livestream. Nơi tao nhiều năng lượng nhất. Chú Tuân! Tốc độ ánh sao? Ôi! Rolling! Drifting! Speeding! Đuổi hết nào được. Đâu, 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 đâu? Đi đâu? Ui! Đi đâu? Không, không anh. Từ từ, trong chiến đấu rời tay nghe, rời tay nghe rồi, bình tĩnh, hòa, 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 rời tay nghe rồi, nghe một con, nghe được một lệnh trái rồi, từ từ, hầu. Có mẹ rơi tai nghe, từ từ cho tí. Đúng ra đoạn em nghỉ chơi từ hôm qua. Cái đéo xảy ra vậy. Cái đéo thì vừa xảy ra vậy.
Dog Day nói fetch là cái trò chơi của bọn chó nhặt đồ của chó ấy. Chạy đi, chạy đi, chạy thật xa vào. Tại sao cậu vẫn đứng ở đây? Cậu không thể, cậu phải đi, cậu không thể ở lại. Cái đéo gì? Tôi đâu đây? Hả? Mày ổn không? Không, tao không ổn. Con chó vừa đớp tao. Lạy Chúa mẹ, tim tôi vẫn là đập thình 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 thịch đây. Trước khi Catnap biến thành Catnap, có một tai nạn khủng khiếp xảy ra. Cậu ta gần chết. Và cái prototype đã cứu sống nó. Trong mắt của Catnap thì prototype là siêu anh hùng, là người cứu nơi này. Vì thế Catnap đối xử với tên đó như là chúa, giết mọi người kể cả chúng tôi nếu không cẩn thận. À, cái đền thờ là cái đền hôm qua mà tôi nhìn thấy đúng không? À. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Trời ơi. Hãy đến phòng của counselor. Quý chết rồi, giờ đánh Catnap à? Mẹ con lợn đấy nó thả khói kinh lắm. Từ đây là từ chỉnh. Từ tôi phải xem nút đã, từ hôm qua chơi quên nút rồi. Một là tay này, hai là tay này. Ok. Catnap muốn săn đuổi nó thường là chơi đùa với nạn nhân nhiều hơn là kia. Giờ câu hỏi đặt ra là phòng counselor ở đâu? Ủa, đây à? À mình thấy chìa khóa, mình lấy chìa khóa. Đúng 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 đúng. Phòng counselor là phòng gì? Phòng hội đồng á? Phòng hội đồng ở đâu? Chết cha, không phải chỉ hướng người ta chứ. Người ta đã mù đường rồi. Ồ, saving rồi, saving rồi, saving rồi. Chìa khóa không? Ở đây. Ok. Counselor, phòng counselor. Phòng hội đồng, phòng ở đây là phòng nào? Phòng chỗ này, chỗ mình đi xuống không phải về này. Chỗ này thì có thể này. Kia là nhà đầu tiên này. Bên này là vừa nãy này. Ở đây bên này. Đây à? 120 này. Đi ngay trước đi. Trông này giống hội đồng hơn. Tư duy. Logic. Logic của người từng suýt đi thi đường lên đỉnh Olympia nó phải khác chứ. Chết mẹ. Từ từ bình tĩnh. Từ từ. Tao nghi lắm. Tao có súng này nè. Mãnh hổ Kali nè. Bắn phát chết luôn nè. Lại tăng tiếng game, mẹ tiếng game chửi đủ to à, mẹ hai tay tao nó điếc hết rồi. Lại, ôi rồi tao không có ai chiều viewer như hơn như kênh này đâu nhá. Trời ơi. Đấy, 50 rồi đấy nhá, đừng đòi hỏi. Khiếp. Tao hay nó hét vào tai tao nãy giờ rồi. Ú. Không mở được. Ủa là sao? Mình cần pin à? Mình có thể lấy pin ở đâu nhỉ? Công cụ của mày không bảo vệ mày đâu. Ơ? À! Siêu trí tuệ Việt Nam. Thôi có khẩu súng cái tự tin hả? Bắn mồm mày đấy thằng lao nháo đấy. Ố? Hả? Vào đây. À mình rút pin ra mình dí vào. Trời ơi, gọi là mẹ trí tuệ 200 IQ, Einstein da vàng. Nhìn cái thôi tư duy được ngay.
Lẽ có ai trên đời thông minh như thế không? Không, tôi không nghĩ thế. Có ai không? Ủa? Alo? Alo? Có ai ở nhà không nhỉ? Úi dồi ôi. Sao mẹ chúng nó như một cái tôn giáo tà đạo gì đây này? Alo? Không mở được. Ô đây có đèn pin này. Mình cần pin. Ô vậy, úi mình lấy pin cũ đâu nhỉ? Từ từ thử lấy pin cũ cái. Tí nữa quay lại. Ok à. Không được, không được, không được, không được. Phải tìm pin, phải tìm pin, phải tìm pin. Tìm pin. Pin ơi. Battery. Cái gì đây? Cái gì? Tôi nghe tiếng động lạ. Nếu không nhầm thì đây sẽ là chỗ mình đánh với các náp. Bởi vì mỗi lần mình vào một ngôi nhà mình đánh một con thì đây sẽ là chỗ boss cuối đúng không? Pin kìa. Từ từ, phải tập trung tôi nghe nhé. Tỷ lệ mày ăn khói đỏ cao lắm nhé Tường nhá. Tập trung nào. Chạy. Chạy. Chạy, không nhìn lại phía sau. Cứu. Không nhìn phía sau, không nhìn phía sau, không nhìn phía sau, không nhìn phía sau. Mày định dọa tao, tao biết điều đấy. Ờ, tao đi lên, tao không chơi với mày nữa. Sợ thế. Ý. Mày không vào được, mày qua chỗ tối lắm. Không vào được. Ủa? Okay. Whee! Trời ơi, lại giải đố rồi, nhìn là biết. Hả? Rồi bám lên được này. Đây là lấy điện này, lấy điện sẽ cuốn quanh cột này. Rồi bây giờ nhá. Theo kinh nghiệm giải đố của tôi ấy là bây giờ mình phải tìm hết dữ liệu đã, là mình cần những gì rồi mình mới có thể giải đố. Đây cũng có mấy cột đúng không? Đây cũng có mấy cột. Người bấm vào đây. Mình cuốn quanh đây. À nhầm, đường kia mới đúng. À à, khai đưa lên. Mình cuốn quanh đây. Mình kích vào đây. Không phải, mình sai rồi. Rồi. Thế nghĩa là mình phải như này trước đã. Rồi. Mình cuốn quanh, mình múa cột. Rồi. Rồi mình nhảy qua đây. Hay chà. Ừa. Ok, vẫn đến. Giờ mình cuốn nó phát nữa cột này. Mình nhảy phát nữa. Nhảy tới. Không tới, không nhảy không tới. Cái nhảy không tới. Là sao? Là từ sai. Nếu bỏ tay ra thì ở dưới đấy. Từ, thế nghe mình bắn từ đây được không? Được. Từ, mẹ tôi đang hơi ngu từ. Không phải là sai rồi, không phải. Đi lên. Ú, tay mình dài đấy. Là sao nhỉ? Cái lên không nhỉ? À rồi, hiểu. Nhìn phát hiểu luôn. Đây nha, mình cuốn qua đây này, mình múa cột này. Một vòng, mình nhảy này. Sau đó mình qua đây này. Mình rút tay lại này. Mình bắn vào đây này. Mình múa cột vòng nữa này. Siêu múa cột. Sau đó mình nhảy qua kia. Múa cột. Rồi, sau đấy mình đu lên. Ok, ok, được. Tuấn ơi, đã ai bảo mày là một nỗi nhục cho Tuấn? Rồi, chưa đúng không? Giờ ta bảo rồi đấy. Mẹ, nhầm nút ạ. À. Thôi, nhầm nút. Hâu đạp. Từ. Múa cột. Múa một vòng. Rồi. Sau đấy mình nhảy này. Nhảy này. Rồi, ok, chuẩn rồi này. Sau đó mình thu tay lại này. Mình bắn phát nữa này. Sau mình múa một vòng nữa, đúng chưa? Rồi, sau đấy mình nhảy. Mình nhảy trước. À không, mình nhảy trúng. Rồi, không. Giờ mình từ từ, giờ mình đu lên. Bằng tay phải. Đúng rồi, ok. Đu. Rồi, xong rồi mình múa cột vòng nữa. Giờ mình lại múa cột. Mình múa cột vòng nữa. Múa cột. Rồi mình bắn vào đây. Hay bắn vào đây nhỉ? Mình nhảy lên làm gì không?
À đây rồi, ok, chuẩn. Này. Giờ đi đâu? Giờ nhưng mà thế xong. Ơ xong rồi làm gì? Ơ nhưng mà xong tôi làm gì? Tôi đi tiếp à? À đây. Ok. Xong. Easy, Katoshka. Easy. Thông thường ấy, sau một pha giải đấu sẽ là một pha hù dọa. Bố bắn vào mồm mày đấy. Kanaba. Kanaba biết cái gì đấy không? Người ta gọi tao là mãnh hổ Kali ấy. Đâu? Ai mà hết chuột bị đứt dây. Cái gì đấy? Rồi đi đâu nhỉ? Sa la 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 la. Sa la 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 la. Cảm ơn đầy miệng nhá. Yêu con. Khói xanh. Giờ mình làm gì? Vào đây xong làm gì? À đây có cửa. À không phải cửa. Ơ giờ làm gì? À có cuộn băng này. Màu tím. Băng màu tím. Có băng màu tím đây không? À đây. Ok xem băng. Ahem. Tớ thấy động lại. Oh, Mr. Hack Hack mừng. Vào đi. Ngồi đi. Chuyến đi của hai người thế nào? Nhanh quá. Nó kiểu giới thiệu về nơi playtime cho bọn trẻ, một nơi rất tuyệt ấy. Rất tuyệt. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. Tôi nói nhanh quá. Tôi dịch được ấy, nhưng mà dịch chọn dịch cho tiếng Việt hơi khó thôi. Hai ông bà đến đây để nhận nuôi bọn trẻ ấy. Hai người sẽ hoàn hảo cho với... Oh. Có chuyện gì vậy? Có một số thứ phức tạp đang xảy ra. Một thứ phức tạp như thế nào? Cái tờ form này nói là đang thử nghiệm. Ở chỗ này nó là thí nghiệm nó trẻ con mà. Miss Graver, we deserve a better explanation than that, don't you think? You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Tôi chỉ biết đéo hiểu gì cả, phải không? Về cơ bản ở chỗ này nó thí nghiệm lên trẻ em hết. Nhưng giờ tôi đi đâu? Câu hỏi đặt ra là giờ tôi đi đâu? Tôi không biết. Bạn biết không? Bạn không biết. Tôi cần chìa khóa. Chìa khóa ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Hello? Tôi, nếu tôi là chủ văn phòng này, tôi sẽ để chìa khóa ở đâu? Đấy là câu hỏi cần phải đặt ra. Nếu mình là chủ cái phòng này, mình sẽ để chìa khóa ở đâu? Ở đâu cảnh sát? Alo? Mẹ tôi để ở đâu nhỉ? Để đít à? Không phải ở đít. Tôi có thể tìm ở đâu nhỉ? Liệu có ống thông gió nào đây không ta? Mình nếu mình là bọn họ, mình sẽ để ở đâu? Mình sẽ để ở đâu? Đấy là đoạn giải đấu mà tôi bị tạm ngừng não nửa giây ấy. Chết não. Ô! À ha. Bi 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 bu bi ba bu. Tôi là Crafty Kong. Cậu có thể giúp tôi hoàn thành bức tranh được không? À, đưa cho tôi màu xanh. Cho tôi màu đỏ được không? Thêm màu đỏ nữa. Hết đỏ rồi à? Chúng ta không để hết đỏ được. Mày giấu màu đỏ khỏi tao, tao biết điều đấy. Nghĩa là cách tôi hỏi tí nhé, theo câu chuyện ấy, có nghĩa là con Carnap nó giết sạch bạn bè nó, mấy con Smiling Critter này này.
là con khác nắm giết sạch rồi đúng không? Nghĩa là theo logic thì con đấy nó đủ bộ mình nó giết 7 con còn lại. Theo logic còn lại nó chính là nó mạnh vãi lìn. Và tôi sắp phải đánh với nó. Chết cụ mình rồi. Giờ vui vẻ cứu. Tao tai nghe mày không ai toàn rơi nhỉ, chết cha. Rơi nãy giờ 3-4 lần rồi. Trời ơi, tôi đừng làm mừng đừng, tôi rất ghét đuổi nhau xuống ống cống. Vì tôi đéo nhìn được hướng đi ấy. Làm ơn đừng đừng là người tốt, chúng ta đừng đuổi nhau trong ống cống. Chúng ta đuổi nhau trên bờ đi, chúng ta đuổi nhau chỗ khu ánh sáng đi. Chẳng phải hay hơn sao? Làm ơn đừng, tôi cứ cái ống cống từ phần 1, tôi bị PTSD đi từ phần 1, đừng ống cống. Đừng làm ơn. Có khí đỏ. Oh gosh. Lấy kia cho cơ động. Lại cái giải đấu. Ok anh em, tôi có một chỗ cần điện ở đây. Tôi có chỗ cần pin ở đây. Tôi lại có chỗ cần điện ở đây. Trời ơi, chỗ này nghe nhìn phức tạp thế. Trời ơi, mẹ em nó dùng não rồi đâu bác em chơi này. Tay kia. Okay. Cửa này không mở được. Oh my gosh. Tôi có thể tìm pin ở đâu? À không. Ở đây đây, chỗ còn lấy pin được đúng không? Đây rồi. Nghe mình sẽ cho điện vào đây này. Khởi đầu đơn giản nhất này. Ok. Pin. Đây có điện chưa? Không, đây cũng chưa có điện. À đây. Đây có điện. À. Có đây. Sao? Easy. Đi đâu? Chỗ mình vừa đi vào rồi mà. Chỗ mình vào từ đây mà. Ok. Đi từ đây này. Mình đóng cửa lại cái đã. Ok. Tháo mặt nạ rồi này. Trời ơi. Tôi xin người hỡi giang dối cho tôi hỏi người có yêu tôi. Úi dồi ôi. Trời ơi. À, kích hoạt cái gì đây? Được, tắt đi ạ. Cái này là thang máy. À, có nghĩa cái này là thang máy. Mình có thể đi được thang máy. Bên này là cái gì? Được, phải xem được là mọi cái nó dùng để làm gì đã. Rồi mình mới giải đố được. Trời ơi, phần này nó giải đố nhiều quá. Mà mình thì ngu. Khổ lắm cơ. Thử đi. Thôi. Ờ, cái này là cái gì? Chiếu cái để được cái gì? Hả? À, đây. Đi lên đúng không? Whee. Ok à. Quá. Whee. Ok à. Wee. Ok. Wee. Ok. Wee. Ok. Rồi, mình lên ở đây rồi. Xong sao nữa? Mình không gạt cần được. Mình gạt cần được. Cái là cái gì đây? Để ping đúng không? Nhưng mà ping bị kẹt thế, ping giờ mình đẩy nó xuống. Cái pin nó bị kẹt thì bây giờ mình làm gì? Mình đẩy nó xuống được không? Nó nặng thế nhỉ? Ok. Ok à. Đau. Ok, mình có một cục pin rồi này. Xong giờ làm gì nữa? Mình còn thiếu một cục nữa. Cục đã lấy ở đâu? Để tạm đây đã. Mình cần một cục. Mình nhét vào đây. Nhưng mà cục này lại bị kia rồi. Thế mình phải cầm lên. Mà cục này nặng lên, xong cầm lên nhỉ? Là sao?
À rồi, cả đây, cả đây. Hallelujah. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đây. Rồi tôi bị giơ tay, tôi lại bị giơ tay nghe mà tai nghe tôi mấy điểm sao ấy. Ờ đây. Đây. Ok à. Rồi. Sau đấy mình cần đi lên thì mình cần gạt cái này lại. Xong mình quay cái này. Về đây. Mình kéo cái này. Mình đi lên. À không, không. Ồ, oh, à không, không ra mình xuống được phát nữa. Không sao. Đi à, đi xuống, phải mình phá cục này xong. Ok, xong. Giờ mình lấy thêm cục này. Xong giờ mình đi lên một vòng nữa không? Mình kéo này xuống. Trời ơi. Hơi dễ với người như tôi. Khó hơn một tí, nên khó hơn một chút nữa. Thế này mà đòi làm khó thí sinh suýt được đi thi đỉnh Olympia, đường lên đỉnh Olympia. Có cục cức. Mai khó. Trời ơi, mẹ con người nó vào tìm từng dữ kiện một, nó xử lý từng chi tiết một. Nó là siêu trí tuệ Việt Nam, nó là gọi là Einstein da vàng, nó gọi là Newton da vàng. Rồi như nào đó? Rồi kéo này à? À chết mẹ nhầm. Hả? À đây. Mà giờ làm sao để chiếu... À cái này. Ừ. Bây giờ mình có thể... Mình tới không? Tới. Ơ, phải tắt đi. Tới đây. Ok, tới. Mình quay sang đây. Rồi mình kéo cái này. Ok, nghe bên này à? Đây, bên này á. Ok, không được. Sai rồi. Không phải cái này. Sao không lên nhỉ? Thế làm sao để nó... Hả? Không phải, tôi ấn QE không được này. Không phải cái này, đây là cái khác. Là cái dưới này. Đúng ta. Mà dưới làm gì có gì? Từ. Mình cần toàn cảnh hơn. Là sao nhỉ? Tắt cái gì đi. À ừ, phải tắt đi mới có thể quanh được. Bà mẹ. Trời ơi, cảnh sát thông minh vậy. Chúng mày chắc cũng mà thuộc dạng suýt là thi thi của đỉnh Olympia đấy. Chúng mày thông minh đấy. Ta. Bà mẹ, đừng có làm tao thực mình mày. Ở đây. Ai, lại lừa người ta. Này, có phải trẻ con đâu mà lừa người ta như thế. Biết trò rồi nhá. Làm sao? Cái màu gì kìa? Cái màu gì kìa? Làm ơn. Can up, please. Làm ơn. Rồi. Nó sẽ dọa rồi đúng không? Nó sẽ trong ống cống đúng không? Con lợn này sẽ trong ống cống. Ui dồi ôi. Làm ơn. Please. The prototype đã cứu tất cả chúng ta. Chạy. Nếu tao chạy được, tao sẽ chạy ngay. Nếu muốn ra khỏi đây, tao sẽ ra khỏi đây ngay. Đồ chó, đồ súc vật, đồ không phải con người. Ây! Rồi, con mẹ tao nghe. Thề, từ từ tao nghe tôi nó... Tìm bông hoa. Đi phía ánh sáng. Ơ. Lại đi cảnh. Ơ. Tôi đang ở đâu trong bóng đêm của tội lỗi. Ơ. Mày có biết mày đang làm chuyện gì không? Không đi được.
có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Úi dồi, mày có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Đã xảy ra ở đây không? Chập trùng trắng đe. Còn Khang Nap kìa, cái đôi mắt cuối hành lang kìa, đéo nhầm được, tôi nhìn nó rồi. Blink, motherfucker. Chập trừng trắng đen cũng thấy người không đen. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng được. Năm tháng xóa mờ như mây bay. Ai khóc ai cười ngang qua đây. Như giấc mộng. Mày hiểu tại sao chúng ta kết thúc chuyện này chưa? À đây là chỗ mà chúng nó thí nghiệm trẻ em này. Mày có biết cái gì là thật không? Ồ, kia có một khả năng là nhân vật chính chính là một trong những đứa trẻ bị thí nghiệm nhá. Quay lại đây cứu bọn trẻ mà đúng không? Ê! Thôi! Oh. Dọa tao đúng không? Tao nhắm mắt rồi. Mày dọa đi. Bố nhắm mắt rồi. Dọa đi. Ok, không sao. Gì đây? Gì đây? Ô, tay của con kia kìa. Hả? Dậy. Ô, nó dọa mình. Rời khỏi Playcare hoặc tao sẽ chém mày, tao sẽ xiên mày. Khang Nap ạ, em nói thật anh câu này nha. Nếu em rời được ý, em rời ngay. Con Poppy là cái em, đúng ra em rời rồi, em lên tàu hỏa rồi, em sắp ra khỏi đây rồi. Con Poppy nó là đứa mẹ mày không liêm khiết, nó kéo tàu hỏa em ngược lại. Anh ơi, em liêm khiết một đời anh đừng làm thế. Mẹ em ra ngay, anh chỉ em được em ra ngay. Em không được ra anh ạ, anh đừng nói như kiểu em đang muốn làm gì đấy. Đùa. Mày Tuna liêm khiết một đời không? Ai ngờ Khang Nap được đời ưu tiên. Mẹ mày. Mua 8 quả bóng vàng liền, mẹ mày mua luôn World Cup thành FIFA chết tôi rồi. Đùa. Để hiểu sao mình bị chửi luôn thật. Ơ rõ ràng về cơ bản là nó sao nhỉ? Ờ mình ra ngoài được rồi đúng không? Đi ra ngoài. Là có phải tôi đâu? Tôi liên quan gì? Tôi muốn ra khỏi đây mà mẹ mấy con kia nó kéo tôi về chứ. Có đường ra được này đúng không? Ở đây. Tối rồi. Có gì đấy? Ok. Cork ở đây ở đâu? Từ. Tôi phải tìm một cái cork, cái dây. Cái dây cắm. Ở đây đâu rồi? Tao biết là phải lấy cái dây cork rồi. Oli ơi, nhưng mà dây cork ở đâu? Tối quá. Ê bạn, các bạn ơi, tôi giúp tôi cái, tôi không nhìn, mắt tôi bị viễn thị, tôi không nhìn vào buổi tối được. Tối quá tôi không nhìn được nó. À đây. Ta 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 tu ti tu ta. Bu bi bu ba. Bu ba. Chìa khóa. Chìa khóa này vào chỗ nào ấy? Chìa khóa này là tôi không thoải mái lắm nhưng mà đây tôi phải đi đâu? Chìa khóa này là chìa khóa gì? Sky Dome.
là chìa khóa vòng vòm trời. Vòm trời ở đâu? Đây là playhouse không phải. Ê, vòng trời ở đâu? Đâu là vòng trời? Từ từ. Cái nhà này mình vào rồi, nhà này mình vào rồi. Nhà này mình chưa vào. Bỏ mẹ, vòng trời là ở đâu nhỉ? Không, nó bị khóa mẹ rồi. Vòng trời là ở đâu? Vòng trời. Đây á? À? Đây là chỗ thang copy đi thang máy này. À đây. Tu tiu ti tu ta tu ti tu tu. Du bi du bi. Rồi. Ơ, pin ở đâu? Pin to ở đâu? Battery. Hello, Tuna. Yeah. You're coming with me. Yeah. Đi đâu? Giờ mình đi đến cái chỗ. Chỗ kia ở đâu nhỉ? Cái chỗ. Chỗ kia bên kia này đúng không? Tôi nhớ không nhầm một chỗ cái ở đây. Battery. Giờ cậu là bạn của tớ. Tớ gọi cậu là Bi. Trông cậu to con ấy, cậu đánh là canap không? Cậu bảo kê tớ nhá. Du bi du bi du ba du bi du bi du ba du. Tối thế người lạ ơi. Bên nào bây giờ khói trắng này. Đây là đâu? Đây là thang máy à? Chưa có điện. Ô, kìa ấn kìa. Du bi du bi du ba du. Ơ! Ê! Battery, you come with me! Do that! Hey, he chasing you! Why you bring me with me? Đi bộ, đi đây bộ! Do that! Bỏ tao lại! Cái... You bring me with you. He's chasing you. Shut. You shut the f. Mẹ, cái đéo xảy ra vậy. Tôi phải làm gì với cái này? Tôi phải làm gì ở đây? Cái đấy được không? Không có mà. Tôi mắc mặt nạ rồi. Ủa, lỗi game à? Ê, lỗi game rồi. Lỗi rồi. Khói đỏ. Hay là mình đeo cầm. Không, tôi mắc mặt nạ rồi. Tôi mất mặt nạ rồi. Tôi còn tay. Tôi mất mặt nạ rồi này. Đây là lỗi game à? Không sao. Ui mẹ, mình có nhiều khói đỏ này. Hít vào thì chết à. Ui dồi ôi, tiếc ơi. Mẹ, mày có mèo. Mèo tôi nó vừa nhảy lên bàn các bạn. Mẹ, tao đang căng thẳng nha Tuyết nha. Tao đánh với một con mèo khác cùng dòng họ mà trong này Tuyết ơi. Mày tha tao với. Khác nắp đang tới, hãy sẵn sàng. Là sao? Hả? What? You mean, đây có cục pin này. Cục pin nhắc vào đây. Cục pin chắc là nhắc vào đây. Nghe cái gì? Từ từ á, cứ phải lấy đủ dữ kiện đã. Mình cứ thở hết pin á. Đây là pin đèn, và phải có pin này này. Ok. Mở cái này ra này. Đây còn cục pin nữa này. Thôi còn gì không? Chết mẹ. Là sao nhỉ? Đây có điện không? Cái này có điện không? À không, cái này là sạc. Cái này phải có này. Cái này phải có này. Mình có cần... À từ từ á. Cái đèn chỉ để cho... Ok, thì tôi hiểu rồi. Thì mình cứ để tối như này đi. Ừ, xong mình tăng mắt độ sáng lên. Ôi trời ơi. Brightness. 50 rồi. Mắt sáng rồi.
Ừ, sáng như ban ngày mẹ luôn. Làm sao? Siêu trí tuệ Việt Nam. Ờ, mình có 3 cục pin này, mình có 4 cục pin này. Không có đèn nữa, không có đèn nữa, bỏ đèn đi, bỏ đèn đi. Ok, nghe mình phải có cục này. Mình lấy vào đây. Có nghĩa là nó sẽ vào qua từng cửa một đúng không? Thủ cửa có nghĩa là nó sẽ vào qua nhiều cửa này. Tôi phải làm gì đấy? Tôi phải làm gì nhỉ? Tôi phải làm gì nhỉ? Là như nào nhỉ? Thử chức năng đã. À, tôi sẽ phải xịt khói vào mặt nó. I will come in your face. Thế hai cửa này là xong rồi. Thì mình hai cửa này làm như nào? Chắc là bên này. Thì mình như này. Rồi mình như này. Ơ, nó có được đâu. Em chưa trúng à? À, nó đến thì mình xịt vào mặt nó. Hiểu rồi. Thế bên này mình làm như nào? Còn bên này nữa, mình hiểu hết là nó làm như nào đã. Bên này thì làm như nào? Trong này là... Là sao nhỉ? Cái trong này là cái gì? Từ. Là cũng cái này á, là như nào nhỉ? Từ, tôi chưa hiểu lắm. À, có nghĩa là trong quá trình mà mình chơi game này ấy, tôi vừa tạo đầu là cái nó sẽ cực nhiều pin hơn, mình phải gỡ ra cái càng khó hơn đúng không? À rồi, ca đây. Nghĩa là giờ mình đúc này vào đây là mình bắt đầu đúng không? Let's go baby. Sao tôi à tôi chỉ nhìn nó vào đúng không? Hay nhìn bên mình chỉ cạnh hai đường này thôi. Nó vào cái mình biết ngay. Không phải. Ô, đây, thấy rồi. Chết cụ mày chưa? Ui. Chưa. Là sao? Rồi. Chưa đấy. Ui đây. Là sao trên đây cái gì đây? Ui. Cái đéo gì? Kìa, đóng rồi mà. Úi dồi ôi. Chết mẹ rồi, không đóng được. Tôi bị lỗi game, tôi cắm tay lên rồi mà nó đéo kéo xuống. Mẹ. Tôi kéo cái chân xuống rồi, tôi chạm vào rồi, tôi tưởng nó kéo xuống rồi nhưng mà nó không kéo ạ. Không cần cái này này. Cái này phải có cái này đây này. Mình lấy điện mình xí bằng kia này. Ơ nhưng mà cái này thì mình chấp điện như nào? Vừa tôi cứ bị phân vân cái này là mình. Nếu mà tôi rút cái viên bên này ra ấy,
thì tôi phải trách nhiệm bên đấy như nào? Từ 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 phải tìm cho rõ đã. Là tôi ấm vào đây này, sau tôi bấm vào. À đây 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 đây. Ờ cái này hơi khó, cái này sẽ để đến cùng, cuối cuối. Rồi mình sẽ theo thứ tự nhá. Là mình giúp cái thứ bụng thứ mình đủ 1 2 này. Chờ tí đã. 3 này. Mình cần 4 viên vào đây, 1 2 3 4 rồi này. Ui nghe là đến cuối cùng mình sẽ không có một cái gì trên người. Fuck bro, khó đấy, cái này căng nha. Cái này không sợ lắm nhưng mà nó căng, nó đau não thôi. Một cái vào đây này. Đầu tiên cứ xử lý hai cửa trước đã. Rồi mình xử lý cái trên cùng này. Rồi, bắt đầu. À, bình tĩnh mà xử lý thôi. Đừng sợ. Không việc gì phải sợ cái cửa này cả. Bắn được không? À! Mày chết con đĩ mẹ với tao rồi căng nạp ạ. Không, xin lỗi. Tập trung. Hàng thật. Chị lấy cái này trước. À lấy cái bên này trước. Vẫn chưa mở cửa trên kia. Hàng thật. Fuck, tôi thêm cửa ấy nữa. Không phải. Cửa chưa mở này. Lỗi game à. Tập trung à. Hàng thật. Thật. Ơ không mở đèn pin trên cục à? Hàng thật. Ôi! Nhanh thế! Tôi chỉnh nhầm tay, tôi nhấn nhanh quá. Tướng nhanh quá. Má mày 1 2 3 nút nhầm nút gần quá. Tim đập thình thịch ấy. Sợ quá cơ mẹ mày thấy không phải sợ mà nó giống kiểu như là hồi hộp ấy. Không biết còn sắp xong chưa. Bốn cái này, còn cái này nữa là 5. Cứ theo chiến lược cũ. Nhiều cửa phải nhìn quá, xong tôi nhanh tay tôi hoảng tôi bấm ra vực chứ bố khỉ. À, tập trung nào. Mày check làm chuẩn chỉ, một là tích điện, hai là nảy, ba là súng. Ok, tập trung. Focusing. Tôi nhắc hai cái khó nhất trước. Ok. Đâu rồi? Tôi nhắc vào hai cái khó nhất trước.
không nhét được. Ok à? Phòng vẫn còn pin á. Pin đâu? À đây đây vẫn còn. Hả? À đây phải nhắc vào đây trước. Ok. 3, 4. Úp. Rồi. Ok à? Đoạn căng não quá. Đoạn này nó không bình thường lắm. Ơ tôi hết pin rồi mà nhỉ? Sao là sao ta? Tôi lấy hết pin rồi mà. Sao tôi không nhét được vào nhỉ? Tôi thiếu cái gì ta? Ơ? Hả? In the left and the right side of the room. In the bow phong and back. Nó sao nhỉ? Tôi thiếu... Ở đây vẫn không rồi này. Lỗi rồi. Ok. Ok. Nào. Thật. Quan tâm con đấy. Thật. Cái gì đây? Lỗi âm thanh. Thật. Tất cả đều là thật. Dạ. Chung nào. Bình tĩnh Tuân, bình tĩnh giải quyết. Nếu mày hoảng mày toang luôn đấy. Thật. Từ bạn ơi. Tập trung nào, tập trung nào. Focus. Thằng thật đấy. Thằng thật. Damn. Ok. Để biết bao giờ xong ấy, fuck, xong chưa? Xong xong. Rồi. Ôi, có cái gì đây? Ôi, ôi. Hết chưa? Hết chưa? Thắng chưa? Tôi thắng chưa? Ôi, cái gì cơ? Bồ tai kìa. Hả? Ừ, nó qua cái này là chúa. Tí là nó.
Hả? Con này nó giết cả con mommy long leg luôn nhỉ? Tôi nhớ không nhầm. À, tôi giết con mommy long leg. Sao con này mang xác nó đi? Sao con lại giết con này? Hả? Được, tôi đang đầu tôi đã tôi hiểu qua câu chuyện đây nhưng mà tôi chưa hiểu tại sao lại giết con này nhỉ? Ô, không à, kệ mẹ mày, mày giết nó thì tùy nó. Ô, tôi mất cũ tay rồi. À đây rồi, tôi có tay rồi. Xong chưa? Xong chưa? Tôi không phải là tôi không hai ping gì đâu nhưng mà vì tôi tập trung quá các bạn, tôi tập trung vãi lìn đấy. Nếu các bạn chắc nhiều bạn nghe giọng các bạn hiểu tôi tập trung đến mức nào rồi đấy. Dù tôi không nói gì ấy nhưng tim tôi ấy tôi đập thịch 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 thịch. Mẹ mày trời đất ơi. I can't. Barry! Why are you leaving me, bro? Oh. Do not you cut the believe me. I have to leave you. Đừng nói, tao thở mạnh lắm rồi đấy. Mày quá. Nhưng mà theo đánh giá của tôi thì tôi thích cái màn đánh boss cuối ở phần 2 hơn. Bạn nào giống tôi không? Cái phần mà đuổi nhau với con mommy long leg ấy. Ôi, cái phần đấy chính xác luôn là tim tôi đập tạch 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 tạch. Ok. Cái tim đập bụp 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 thôi. Tôi thích cái phần 2, tính là thích phần 2 hơn là phần này. Được chưa? Được rồi. Ok. Ơ, à còn mấy ống điện nữa. Xong chưa? À được rồi, được rồi. Tôi vẫn chưa hiểu là cái cái sự kiện Out of Joy là như nào đâu nhá. Tôi vừa tôi cả cái game mà đi toàn trên đường ấy, toàn mấy cái bức tranh hình trên tường toàn là Out of Joy, giờ vui vẻ cái gì đấy, hiểu không? Hả? Tôi phải làm gì nữa? Tôi chưa hiểu nó là cái gì. Chắc là phần sau mới biết này. Đéo hiểu. Hả? Tôi làm cái việc. Tôi phải kích đủ điện hay như nào? Ủa? Tưởng xong rồi. Là sao? Bấm phát nữa à? À mẹ, bấm nhiều lần thế. À, đi ra ngoài luôn à? Ok, đi ra ngoài luôn. Tưởng gì? Ý, đi thôi. Đâu rồi? Con này rất phản diện cái giọng của nó. Tôi thề, tôi đảm, tôi khá chắc kèo con này là con phản diện này. Nó sẽ cắn mình phía sau này. Cắt nắp chết rồi. Tất cả đều đã vào vị trí. Cảm ơn là nhỡ. Đâu rồi? Cái gì đây? Cậu xứng đáng biết được sự thật. Tôi khá chắc kèo mẹ con này là kẻ xấu luôn. Mẹ thề, giọng nó rất phản diện từ đầu đến phần 2 đến giờ. Cậu nên biết chuyện gì xảy ra. Tại sao? Đây là câu trả lời. Đâu, đâu xem nào. À, vừa nói xong mẹ, đúng vừa câu chuyện mình vừa nói xong. Đéo hiểu tại sao. Nói cái gì đây? Giờ vui vẻ. Nghe biết đéo vui rồi. Ở đây là con Hucky Hucky đấy. À nghĩ đây à. Nó ăn thịt bọn. Ở đây sự đi cái gì, con gì kia. Bạn tốt. Đây con gì? Ui mẹ, con mụ đi lai. Ui ôi đông thế. Đây là Huggy đúng không?
giết. À nghĩa là giờ vui vẻ là giờ bọn này nó quyết định là cách mạng nó giết sạch những người ở đây. Con này chưa gặp. Đây là con catnap này. Ôi. Nghĩa là giờ vui vẻ là giờ tàn sát mẹ mình. Ôi. Ơ nhưng mà ăn thịt mà, tôi nhớ là bọn ăn thịt xong mà còn xác nhỉ? Hả? Tao nhớ nghe thấy toàn bộ những âm thanh của toàn bộ vụ đấy. Nó diễn ra rất lâu. Quá lâu. Họ cố trốn, chạy. Bất kỳ thứ gì để sống sót. Tôi nhớ tiếng thét của họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao việc này lại xảy ra? Chúng là thứ gì vậy? Tàn sát. Họ chúng giết mọi người. Người có tội, người vô tội không quan trọng. Tất cả những cái chết đấy chả sửa được cái gì cả. Khi tất cả đã kết thúc, họ chúng kéo. Ôi. Nghĩa là những người nó kéo bọn đấy xuống hầm để mà làm thức ăn dự trữ. They slap you vagina. Slap you. Flap. Ủa bà bị xuống à? Khi chúng tôi xuống dưới đấy, chúng tôi cho thang máy lên lại. Ok, xong rồi. Yêu ơi, cái gì đây? Kinh quá. Flap you. Khi chúng ta xuống dưới, chúng ta cần cẩn thận. Có một thứ gì đấy. Ô. Ô, sao con đấy hét? Ủa? Hết game à? Năm sau chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra. Con mẹ nó thằng làm game. Ồ. Thề tao rất ghét cái kiểu làm phim như này nhá, hay làm game như này nhá. Đấy là trước phần 2 là phải làm cái gì ấy, phần 3 mà một năm mới ra một lần. Ê ơi, đồ chó. Rất chó. Chúng ta có thể biết được cái gì xảy ra không? Đùa thề bọn này rất mất dạy. Cliffhanger. Tôi nghĩ là con Kissy chết mẹ rồi. Tôi khá là chắc kèo là Kissy chết cụ rồi. Hai năm á, một năm mà, tôi nhớ năm ngoái tôi chơi phần 2 rồi mà. Mẹ mày lừa, chơi kiểu cách mở lừa, chơi bệnh, không vui.